đâu là nơi dễ tìm được trai xinh gái đẹp nhất? Chắc chắn là trên máy bay. Do đặc thù công việc nên hầu hết các tiếp viên hàng không đều sở hữu ngoại hình không phải dạng vừa đâu. Các cơ trưởng, cơ phó cũng không thiếu những cực phẩm cung ngầu và mang ly hết nước. Ba quan boy hàng không thú vị nhiều sự quan tâm, để ý của dân tình nhất phải kể đến cơ trưởng Nguyễn Quang Đạt, cơ phó Hà Duy và cơ trưởng Lê Đăng Ninh chồng em gái ca sĩ Quang Vinh. Bất cứ thông tin gì về chuyện yêu mến, hẹn hò, kết hôn của họ cũng được dân tình không hoàn thành quấn hết. 1. Cơ trưởng Nguyễn Quang Đạt. Nguyễn Quang Đạt sinh năm 1991, từng là cái tên đình đám vì là cơ trưởng trẻ nhất Việt Nam vào năm 2015. Không chỉ giỏi giang, anh chàng còn sở hữu ghi tượng điển trai cùng chiều cao khủng. Nói thông thường là đúng chuẩn hình mẫu con nhà người ta trong truyền thuyết. Cơ trưởng Bảnh Bao. Quang Đạt dính nghi án hẹn hò với Hoa Di Hà Trúc. Quang Đạt khá kín đáo tiếng trong chuyện đời tư. Chưa ai từng quấn hớt được thông tin anh chàng đang yêu mến hay hẹn hò với ai. Dẫu vậy thế hệ đây, tin đồn anh chàng đang hẹn hò với Hoa Di Hà Trúc bỗng nhiên râm ran trên. Những thông tin này sinh ra từ khi Hà Trúc và Quang Đạt đều đăng hình ảnh check-in tại cùng một địa điểm, trong cùng một thời gian, đó chính là một lớp sang trọng xịn miệng ở bãi biển Phin của Bali, Indonesia. Thậm chí, xăm soi kỹ hơn từng cái bàn, cái ghế hay đồ vật sinh ra trong ảnh của hai người, người ta cũng chẳng thể tìm được điểm khác nhau. Cặp đôi hẹn hò ở Bali và có những chemistry ngọt ngào. Đáng để ý nhất tất nhiên phải kể đến việc tình cờ và bất ngờ thế nào là trong những bức ảnh Hà Trúc và Quang Đạt đăng lên đều có sự sinh ra của một người giấu mặt. Trong story của mình, Hà Trúc nằm gối đầu lên một đôi chân trông khá cơ bắp, gân guốc, còn Quang Đạt thì lại là một đôi chân thon dài. Trước tin đồn họ đang yêu mến hẹn hò, Hà Trúc đã lên tiếng cho rằng họ chỉ là bạn bè và cùng nhau đến Bali với nhóm gamer thủ chứ không có chuyện đánh lẻ. Hiện tại, dân tình vẫn không hoàn thành đẩy thuyền cặp đôi này và mong cả hai sớm lửa gần rơm lâu ngày cũng bé nhõn. Họ phủ nhận việc đánh lẻ. Bạn bè mà thế này thì có hơi thân quá nhỉ? 2. Cơ phó Hà Duy. Hà Duy là nam diễn viên thân thuộc với nhiều khán giả thế hệ 8-9 thông qua các bộ phim như Đội Đặc Nhiệm Nhà Trai 21, Mùa Hè Sôi Động, Xóm Bờ Sông, Làm Mẹ. Sau khi trưởng thành, Hà Duy không theo đuổi sự nghiệp diễn xuất mà đang làm phi công, hiện là cơ phó của một hãng hàng không nổi tiếng của Việt Nam. Cơ phó Hà Duy. Hà Duy từng có thời mặn nồng với giảng viên CEO Hà My. Hà Duy từng tổ chức lễ dạm ngõ với gamer thủ gái cô Tê là Âu Hà My giảng viên của trường Đại học Ngoại ngữ Hà Nội vào tháng 5 năm 2018. Ai cũng nghĩ rằng họ sớm sẽ có cái kết đẹp bằng một đám cưới hoàng tráng, linh đình thì cặp đôi này bất ngờ hủy hôn không rõ rệt lý do. Thông tin này khiến rất nhiều người choáng váng. Hiện tại, Âu Hà My đã lên xe qua với chồng là Trọng Hưng trong khi Hà Duy kín đáo tiếng và không chia sẻ thêm về chuyện tình cảm hậu chuyện hủy hôn. Họ đã tổ chức lễ dạm ngõ nhưng sau đó bất ngờ hủy hôn. 3. Cơ trưởng Lê Đăng Ninh. Cơ trưởng Lê Đăng Ninh nhận được nhiều sự quan tâm, để ý sau khi kết hôn với Thảo Ngọc em gái của ca sĩ Quang Vinh. Giống như Quang Đạt, Đăng Ninh được lòng dân mạng bởi ghi tượng điển trai, nam tính và mạnh mẽ. Cơ trưởng Lê Đăng Ninh là chồng của Thảo Ngọc em gái Quang Vinh. Được biết, Thảo Ngọc và chồng đã có 7 năm yêu mến mặn nồng trước khi kết hôn. Hiện tại, họ đã có một em bé nhỏ với nick name là trai cô. Trên, Đăng Ninh đúng chuẩn hình ảnh một người chồng lý tưởng khi soàn xuyên chia sẻ hình ảnh hạnh phúc bên hậu phi và con gái. Dù bận rộn công việc nhưng chàng cơ trưởng vẫn cùng hậu phi chăm sóc con, đưa cả nhà đi du lịch và tất nhiên không thể thiếu việc đôi lúc làm bà xã bất ngờ với những món vàng xinh xắn, cô te. Gia đình nhỏ cô te luôn yêu chiều hậu phi. Ông bố bỉm sữa đảm đang.